Hòa thượng Thích Công Tánh, viện chủ chùa Ninh Trì, tố cáo nhà cầm quyền điều động các sư quốc doanh và cho người giả dạng Phật tử thực hiện các nghi lễ cúng Phật, tự ý quyết định di rời tài sản thuộc quyền quản lý và sở hữu của chùa Ninh Trì mà không được sự cho phép của hòa thượng cũng như quý chư tăng trong chùa. Hòa thượng cho rằng với hành động này, nhà cầm quyền nhằm hợp thức hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước thành lập và quản lý, chấp nhận giải tỏa chùa Linh Trì mà không có một sự can thiệp thô bạo nào từ phía nhà cầm quyền quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Vào sáng ngày 8 tháng 9, nhà cầm quyền huy động rất đông công an, cảnh sát cơ động đến bao vây, áp chế hòa thượng và quý chư tăng buộc phải giao chùa. Giới chức đã áp giải quý chư tăng về khu tái định cư ở Cát Lái, một nơi hoang vắng và ít dân cư. Hòa thượng Thích Công Tánh, viện chủ chùa Linh Trì, tường thuật lại sự việc. Lúc sáng khoảng 7 giờ rưỡi đó, thì lúc đó thì ở chùa cũng đang đóng chuông vậy, cái tự nhiên cái ở ngồi nó la, nó kêu mấy nó lo, nó bắt lo kêu to lắm. Ông Phan Ngọc Ấn đâu yêu cầu ra để mà nhận cái quyết định cưỡng chế, nó kêu nó lo lớn lắm. Thì lúc bây giờ quý thầy mới dòm ra thấy toàn bộ chung quanh ngồi là công an đặt hết, nó bao nghĩa là trùng luôn cả vòng trong vòng ngoài rồi, các cái xe này xe kia rồi mấy chục cái xe nó bao quay kín hết cả cái chùa luôn. Thì nó đùng nó kéo vô cả trăm người, kéo vô nó đi lòng hết, nó bao hết tất cả trong chùa. Xong rồi cuối cùng nó ép thầy là phải nghe cái lệnh cưỡng chế. Thì thầy nói thì từ từ cho mấy anh làm gì dữ vậy. Thì thầy thấy nó kéo vô đông quá, cái thầy nấu nó cũng cảm thấy hơi mệt rồi, cái cuối cùng thầy nói thôi thì mà có gì có thì mời anh qua bên này. Tự nhiên sao mà xông vô mà làm dữ dội vậy. Thì thầy yêu cầu mà kéo qua mời vào phòng khách á. Thì qua tới phòng khách đi, thì nó yêu cầu bây giờ phải nghe cái quyết định cưỡng chế. Thầy vừa mới ngồi để chuẩn bị nó đọc cái lệnh cưỡng chế thì cả hàng trăm người nó chạy sọc ra sau, nó bưng đồ đoàn ở trong chùa đem ra, nó khiêng hết đồ, rồi thì nó đưa mấy thầy, ba bốn thầy, thầy lễ trụ, thầy đồng tấn, thầy đồng lưu ở đây, bằng cách nó ép mấy thầy là phải đi ra lên xe để nó đưa đi xuống một cái địa điểm cưỡng chế. Thì lúc bây giờ thầy nhìn thấy cái thầy mệt quá thấy mà không biết làm sao. Vừa xong cái lệnh cưỡng chế á, nó đọc vừa xong á thì là thầy mệt rồi cái rồi tôi coi như không biết gì luôn, cũng muốn xỉu luôn đó. Cái tự nhiên nó thấy vậy thì nó kêu bác sĩ vô thì bác sĩ vô cái rồi đo huyết áp rồi mới là đo tim nghe tim rồi gì đó, cái bác sĩ mới yêu cầu phải đưa đi cấp cứu gấp. Thì cái lúc nó chạy xe đưa đi xe cấp cứu vô, nó khiêng thầy dìu thầy ra rồi đưa lên trên băng ca, cái đưa đi đến bệnh viện quận 2 đây. Tôi giờ trên đường tôi thấy công an quá trời luôn, có thể là 400-500 rồi ra những cái vòng trong vòng ngoài á, là có thể nói rằng là nhiều chốt á, là nhiều nơi là nó coi như là nó đứng rất đông. Sau khi á, mà tôi đưa đi cấp cứu, tôi nằm bệnh viện đó thì từ sáng qua tới giờ thì hoàn toàn những cái chuyện nó xảy ra ở chùa thì tôi cũng coi như tôi không biết. Nhưng mà quý thầy á, mà có cho biết là khi mà nó đưa tôi lên xe cấp cứu đi rồi thì có một cái chiếc xe bản của nhà nước chở tới ba bốn nhà sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chở tới mấy thầy đó, mấy thầy thuộc bên Thành hội hay là bên của nhà Phật giáo Việt Nam của nhà quốc danh đó, thì chở vô rồi mấy thầy đó cũng vô, cũng thấy mặc y áo đàng hoàng, nó mờ với thầy đó đến rồi mới là lên trí chùa lễ Phật niệm hương, làm y như là cúng kính y như là chùa của mình vậy đó. Thì nó nhờ quý thầy bên Phật giáo Việt Nam qua lễ giùm để chứng minh, để chú nguyện giùm. Rồi sau khi mà mấy thầy nó cho quý thầy đó niệm Phật cầu nguyện gì đó, rồi nó đưa mấy thầy đó đi, thì sau đó nó bắt đầu nó kêu người vô là khiêng tượng Phật, khiêng đồ đi cho một chỗ mấy chục người giả Phật, dạng Phật tử vô bưng hình linh hay là bông nhang đèn rồi tất cả của chùa, nó làm chớp nhoáng nghe Phật tử, nó làm nhanh lắm được à. Mới là mỗi người cùng nhau khiêng bưng những cái chậu bông, chậu hoa rồi tất cả dọn hết đồ.
điều đó chứng tỏ rằng như vậy là cái này là không phải là nó muốn nói là nhà nước chúng tôi không có dính líu gì nè, à, cái này là bên giữa Phật giáo với nhau thôi, cái trò nó như vậy. Hiện nay sức khỏe của Hòa Thượng Thích Không Tánh đã hồi phục, đặc biệt Hòa Thượng được chăm sóc tại khoa nhi vệ tinh Bệnh viện Nhi Đồng 2, chuyên khoa dành cho trẻ em tại Bệnh viện quận 2 Sài Gòn. Tại phòng bệnh, sóng điện thoại bị phá hoàn toàn. Hòa Thượng cũng cho hay số điện thoại của ngài đã bị an ninh kiểm soát. Hơn 10 an ninh trẻ mặc thường phục trên tay cầm điện thoại để quay phim chụp hình tất cả những ai ra vào thăm Hòa Thượng. Giới chức đã sử dụng một phòng bệnh để canh gác Hòa Thượng. Chùa Liên Trì hiện diện tại Thủ Thiêm, quận 2, Sài Gòn hơn 70 năm, trong chốc lát bị biến thành đống đổ nát hoang tàn, không còn một vết tích, chỉ chưa đầy một ngày. Sau một ngày, chùa Liên Trì bị cưỡng chế. Tại hiện trường vào sáng ngày 9 tháng 9 năm 2016, cổng chùa, các bờ tường, niệm Phật đường, nhà hài cốt, phòng khách, nhà bếp chỉ là đống gạch vụn trơ trọi, ngổn ngang, hỗn độn trong mớ sắt vụn. Trước cổng chùa, như mọi ngày trước đây, vẫn có nhiều an ninh mặc thường phục, túc trực canh gác, không cho một ai lảng vảng khu vực này, ngoại trừ những người buôn ve chai được điều động đến để lượm nhặt, thu gom từng miếng sắt vụn, cân đo và mua. Một vài xe ben cào đất tại đây. Cách chùa khoảng 100m, hướng từ nhà thờ Thủ Thiêm đi qua chùa Liên Trì, công an và an ninh mặc thường phục lập chốt canh gác, chặn barrier, cấm đoán không ai được đi qua khu vực chùa. Bà Dương Thị Tân, người có mặt tại hiện trường cho biết. Sự nếu mà không có một cái chốt canh mà họ để đấy từ lâu rồi thì chúng tôi không thể định hướng đâu là chùa Liên Trì. Chỉ thấy một nhóm người đang gỡ những cái thanh sắt để mà bán phế liệu. Cộng với lại một số cái xe ben đang chuẩn bị đổ đất ở đó. Phải nói rằng không còn gì có thể gọi đây là một ngôi chùa. Nó là một cái đống hoang tàn đổ nát. Và rất là nhiều người ngồi xung quanh hai bên đường không cho chúng tôi vào. Họ kéo chặn barrier không cho chúng tôi vào. Hiện nay, tại Thủ Thiêm, đường xá lầy lội, ứ đọng nước, bụi bặm do các công trình đang thi công xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm.